Xong rồi, Nhật xin chào cả nhà nhé. Em vừa tiếp tục dọn xong được một chiếc TR7 thì các bạn là đẹp xuất sắc luôn, mã số 9. Tất cả các cái dòng TR thì bán quá chạy luôn, các cái dòng từ 1 đến 3 đến 7 các bạn em bán hết trong mấy ngày hôm nay rồi. Tiếp tục với cái chiếc này em vừa dọn xong nhé. Dọn xong đến đâu thì các bạn có nhu cầu đến đấy ngay. Ở cái thời điểm này thì riêng nói về TR7 nó tầm trung các bạn, nó quá hợp lý về tiền luôn, 3,9 triệu. 3,9 triệu con TR7 này nhá. Các bạn nhìn này, hình thức làm cực đẹp luôn này. Trắng đẹp tinh tươm luôn. Con này đời TR7 nhưng mà 2015. Rất ít chiếc TR7 2015 các bạn, đa số là 14 thôi. TR5 nó sang 18, à sang TR8 rồi. Đấy, nhưng con này thì nội thất cực mới luôn nhá. Đấy. Bạn nào đang tìm máy rửa bát tầm trung thì các bạn lấy con này luôn. Đây là cái, nếu mà nói về cái mẫu mặt này, mặt này coi nhé, thì TR7 nó đời cuối cùng rồi. Các phần nhựa này này, các bạn này, nó giống TR8 luôn. Nội thất con này mai so các thứ này, cực mới, cực đẹp. Quá chất. Chất máy nó còn rất mới luôn. Các nào mà xem được clip này mà các bạn đang nhu cầu mua máy rửa bát thì chốt luôn con này nhé. Không cần phải hỏi nó đẹp hay không nữa đâu. Vì nói thật với các bác, như TR7 con này nó xuất sắc rồi. Hiếm có đấy ạ. Các bác đang có nhu cầu mua máy rửa bát thì ủng hộ bên shop em nhé. Địa chỉ số điện thoại đây ạ. Chào các bác.